Đó chưa? Đây là cục. Wow. Thơm lừng luôn cả nhà ơi, và thấy thơm tho như cả nhà. Gì mà mình hấp là ngon nhất. Không chín rồi nè anh. Nhớ một xíu nữa là ok. Hi, chào cả nhà đã đến với kênh YouTube của Thái Nha Biển. Và hôm nay là một ngày cuối tuần. Ngày trước thì Thái có đó gửi hàng ở cả nhà và phát hiện là trong kho đông của ông xã là có một con mực nang rất là to luôn. Con này chắc cũng phải 5-6 kg rồi lì. Đúng không? Nặng hơn nha, nặng hơn 5-6 kg. Nhưng mà nó rất là to rồi cả nhà. Đây, cả nhà có thấy mặt của em không? Chắc không thấy luôn quá. Đây này. Đây là cái nắp thùng xốp mà bự nhất này. Rồi, để đo thì mấy gan nha. 1, 2, hơn 3 gan ở nhà ơi. Nên là hôm nay Thái sẽ chiến cái con mực nang siêu to này. Và sẽ nấu kèm với lại, hôm nay vào hải. Hải sâm cũng rất là nhiều nha cả nhà. Đây, hải sâm này rất là ngon nha. Hải sâm này cực ngon luôn. Hải sâm này là hải sâm ngặn nè. Rất là ngon, ngặn đen hoặc là gai đen nè. Con này một vỉ gì là nửa ký tới mười mấy con cả nhà. Và mình ăn một lần một con cũng rất là ngon. Đây, hôm nay mình sẽ lấy một ít hải sâm và mình sẽ xào với mực nang. Đây, mình sẽ biến tấu lại một cái món ăn rất là ngon. Nhưng mà con mực nang này nó rất là to cả nhà ơi. Nó to quá cho nên là chắc là mình sẽ làm hai món. Mình sẽ làm một món nướng nha, nướng sa tế và một món đó là xào chua ngọt. Giờ mình phải đi chợ rồi cả nhà ơi. Con này nó quá to rồi, vô xả đông nó đây. Rồi, con này nó to hơn luôn cái bồn giữa chén cả nhà. Ở chỗ này có hai cái râu mà giống như là sợi dây quấn ngay cái cổ con mực này. Trời má ơi, rất to luôn trời. Wow. Tấm trắng như ngọc trinh. Cái này là mực nang đã lột sạch rồi nha cả nhà này. Đã lột sạch mấy cái da của nó rồi. Mình sẽ rửa sạch lại. Rồi hai cái tai của nó này. Dày kìa. Ăn giòn lắm đây. Cả nhà ơi, Thái đang đi chợ. Wow, sạp cá khô này ngon quá cả nhà ơi. Cá lóc này. Cá dứa nè. Con cá thu mắm này. Con cá thu này làm mắm này chị. Cá thu này làm mắm ở miền Tây á. Cá đuối này. Đây. Chắc mua ba màu cho đẹp á chị. Này. Ba trái ớt Đà Lạt. Mua thêm ít hành tây với lại cà chua thơm. Có cần cài cà chua không chị? Chia mắm chứ không? Có. Wow, trái hành tây gì mà nó to vậy? Mấy củ gì ba? Hai củ. Hai củ. Con mực nang to, cái này xào chung được. Đây cái gì hả? Cái này củ su. Củ su. Chị có thơm không? Ủa có miếng này thôi hả? Mày lưa. Lấy nửa trái thơm. Lấy cho nửa trái. Thôi nhãn ngon quá nè chị. Nhãn này là nhãn gì chị? Nhãn Thái. Nhãn Thái giống nhãn Bắc đó vậy? Ừ. Cổ tời to luôn. Em xin mày trái nha. Lấy nửa trái thơm. Chả hai đồ uống bà mẹ đi thôi lại 30. Ngon ngon. Nhãn ngon ghê. Ngày nào cũng mua hàng của chị hết. Bánh mì rất là đẹp không anh Thèo? Rồi chị kia có mặc áo bà ba kìa đẹp quá à. Bên này là chị bán rất là nhiều loại mắm nè, mắm cá linh nè. Rồi mắm cá sặc nè. Cho em nửa cho trái thơm. Hành tỏi rồi con. Dạ. Nhà mình còn hành tỏi không? Không, nhà có con nít sợ. Hôm nay chủ nhật mấy đứa nhỏ nghỉ học á, sợ mấy đứa nhỏ ăn nhãn có cái hộp nhãn. Cho em hành ngò nữa.
Nhà còn hành này không chị ba? Có rồi. Ủa cái này có bán đùm không? Không. Không, không. Lệ mà bộ. Không có đùm hả? Ừ. Có bắp không ta? Có bán bắp không? Không. Định mua về để treo lên mấy cái chỗ gian bếp của mình cả nhà. Đây ở trong là chị bán rau củ, ở ngoài chị bán trái cây nè. Ủa có thanh long vàng luôn hả? Ừ. Thanh long vàng có nữa. Thanh long vàng rồi kia kìa chị. Thanh long vàng là gì? Thanh long đông chè ở bên Mỹ. Ủa cái đó bên Mỹ hả? Không phải của Việt Nam à? Của mình nên là sao đó? Của mình. Của Bình Thuận con, bên này bên Mỹ mà nhập về lại bán mà bán ở đây. Thanh long đông chè của bên Mỹ. À thanh long đông chè của bên Mỹ. Rồi đúng không? Nè, nhầm đầu tóc nhiêu đẹp vậy hả? Nhầm đầu tóc nhiêu đẹp vậy hả? Xin 600.000. Ồ, thanh long vàng đó nhà ơi. Thanh long vàng này nhiêu một ký chị? 30.000 hả? Mình ở quê mình trồng thanh long vàng mà mình cũng chưa ăn lần nào. Mà giá sao rất rẻ cả nhà. Chắc là hàng mẫu mã đẹp thì đi xuất khẩu. Thanh long vàng mình cũng phải thưởng thức thôi. Bên này là hồng giòn nè. Cái hồng giòn này ngon lắm cả nhà ơi. Hiện tại là Đà Lạt đang vào mùa hồng nữa cả nhà. Lấy cái sàn không? Dạ có lấy cái sàn luôn. Cho con mượn cái chảo đây chú. Cái chảo này là chờ khoảng 30 xăng hả? 42 xăng. Đây. Nhiêu cái chú? 250. 250 ngàn cả nhà. Rồi cho con cái sàn. Cái đũa này để làm gì chú? Để chiên á. À để chiên cho khỏi văng hả? Ừ. Cho con một cặp luôn. Nè. Ồ không có cái bằng gỗ á chú. Cái sàn này được, sàn bằng gỗ á để dùng chặt không dính. Dạ. Con bằng nhôm là khỏi cần. Nhôm bằng khỏi cần. Dạ. Mà cái này về đổ dầu hơi nhiều chút nghe mới là đổ dầu nhiều chút. Dạ, đổ dầu nhiều chút, ok chú. Như tụi ẩm thực tương đồ mà lúa cái lịch. Dạ. Cho con đôi đũa này. Đôi này em thấy nhiều người dùng nè. Cái này là quầy. Như quầy bộ cái gì quầy. Rồi, rồi cho con luôn. Cái này mấy đôi? Một đôi thôi. Sẻn. Ở đây chú bán nhiều lắm. Chị ba mua gì vậy ba? Dạ mấy cái muỗng đẹp đẹp cái gì ba? Đây muỗng đẹp với muỗng xấu. Đây muỗng đẹp. Muỗng đẹp ở đây nè. Dạ. Nhỏ quá. Muỗng này là 3 lít 4 đó nghe, ăn xịn đó. Đây nóc 3 lít 4 chú. Nó còn 5 cái. 25 ngàn một cái. Cái nhà ơi, thì Thái trong lúc mà chờ đợi mực nang và hải sâm rã đông thì Thái sẽ rửa và cũng như là sẽ làm những nguyên liệu trước. Ớt thì Thái đã rửa sạch rồi nè, hành tây Thái cũng đã lột vỏ rồi. Và có cả thơm nè, thơm ăn thì có vị chua nhẹ rất là ngon và tuyệt vời.
hải sâm này cả nhà, giờ đã giả đông rồi. Và một vỉ như thế này là nửa ký nha, đã làm rất là sạch và mình sẽ giữ sơ qua thôi, rất là ngon luôn. Một vỉ là nửa ký là chỉ có 325.000 thôi. Hôm nay rất là nhiều món từ hải sâm rồi, mì tôm này, xào với bào ngư, nấm đông cô này, thì hôm nay Thái sẽ xào chung với mật nang nha. Hải sâm thì Thái sẽ cắt da vừa ăn nha cả nhà. Đây, một vỉ nửa ký rất là nhiều luôn. Đã chưa? Đây này, đó. Rất là đã nha cả nhà. Ôi, cái đầu nó quá to rồi cả nhà. Đã chưa? Đây là con mắt mực. Thì Thái sẽ sử dụng cái đầu này và hai cái rì và một ít phần thăn Thái sẽ xào. Và một bên thì Thái sẽ ướp sa tế và sẽ nướng, bởi vì mực nang mà nướng sa tế rất là ngon. Đây, hai cái tay này. Cái đầu đó này to nhờ. Uống bánh luôn. Đây là phần thang. Wow, cái tua nó cả nhà ơi, tua quá trời to. Cái này ăn cái đầu thôi cũng no rồi cả nhà ơi. Đây, mình cắt cho tua ngắn lại xíu tại vì cái thớt nó nhỏ. Wow, trời ơi cái tua. Bóng bẫy. Đôi này Thái sẽ dùng một phần để nướng. Ôi, wow, mấy cái rau. Wow, phần cổ. Phần này là ngon nhất nha cả nhà, rất là ngọt. Phần của con mực nào cũng vậy á, mực lá hay mực ống hay là mực nang á, cái phần ở dưới cổ đó là phần ngon nhất của con mực, ăn nó ngọt nhất luôn, rất là ngon. Cái da của con mực nang á nó rất là dày nên là mình phải lột. Đây là gọi là mực nang đã làm sạch rồi, đã lột da, bỏ da hết rồi.
của nó rất là to. Hai bên cái tai mực, một cái đầu thôi là nhiều cái dĩ luôn. Mực nang mình sẽ khứa này cho nó đẹp. Làm một con mực này chắc mất khoảng nửa tiếng ở nhà. Số thịt nó dày lì ha. Số thịt nó rất là dày cả nhà. Và một miếng này thì Thái sẽ dùng để ướp sa tế. Còn một miếng này thì Thái sẽ xào. Cái này xào ăn rất là ngon. Ăn nó từng khúc một á, nó rất là giòn và ngon, nhất là cái phần thân. Nhà Thái sớ như rốt rốt, rốt rốt. Wow. Rồi mình sẽ cắt hình vuông. Đã chưa? Lấy miếng này mà ra đổ bánh căn bánh xèo là bao phê luôn cả nhà ơi. Tí nữa nhai cục này chắc là gãy răng luôn á. Nhưng mà bởi vì nó đẹp cả nhà. Này Thái sẽ ướp vào nước và Thái sẽ cho nó thấm cái nhà. Sẽ cho sa tế này thì Thái sẽ chế dầu ấy dạ, chế dầu da bớt nha. À, còn phần sa tế thôi. Nước sa tế thì nguyên liệu sa tế thì là mình chỉ chọn thương hiệu nào thôi, bởi vì á sa tế là đã có gia vị sẵn hết rồi, mình không cần nêm nếm gì thêm. Và giờ này mà Sài Gòn trời ấm u á, nên là ánh sáng á, hình ảnh không được đẹp lắm, mong cả nhà thông cảm nha. Và thơm quá, mùi sa tế này thơm lắm, sa tế ớt này. Cái tô nó hơi nhỏ một xíu. Wow. Yeah. Cho nó thấm. Thì cả nhà ơi, phần mực nang thì Thái đã làm xong rồi nè. Wow, chắc nặng nha. Ở bên này là hải sâm nè. Thì bây giờ Thái sẽ phi hành và tỏi nha cả nhà. Cho khi mà giờ lúc mà dầu nóng á. Hôm nay Thái khai trương một cái chảo mới, vừa mới mua là 250 ngàn cả nhà ơi. Hôm nay thì chị ba đang bận chăm biết sao với phát nên là chỉ có một mình Thái thôi. Chờ vàng lên xíu. Chị ba sẽ nấu những món ăn rành hơn mình. Và đây là ngày đầu tiên mà Thái sử dụng bếp và cũng như là phi hành và nấu món mực nang.
xào chua ngọt cùng với hải sâm. Ồ thơm rồi nè. Để đợi cho nó vàng lên nha cả nhà. Lúc này thấy bỏ lửa nhỏ thôi. Wow, hành bắt đầu là vàng lên rồi cả nhà ơi. Oh, nhưng mà cái là dĩ mực nang á, là sẽ nhiều quá, thái sĩ hấp tay. Wow, nó rất là nặng cả nhà ơi. Wow. Wow, nhiều lắm nha cả nhà. Còn hành phi lên là thơm lắm nha. Giờ thì Thái sẽ cho một ít gia vị vào cho nó thấm vào con mực nang nha cả nhà. Đầu tiên thì Thái sẽ cho nước mắm trước. Này nước mắm nhảy của Thái nhà biển nha, gần hết rồi. Thơm quá. Thái sẽ cho hạt nêm. Và một ít đường. Thêm một xíu muối. Trộn rồi. Thơm quá cả nhà ơi. Có mùi nước mắm á, nó thơm lừng à. Rồi. Cái cục mực nang nó nằm phía dưới này, cái vàng rồi nè. Đậy lại và đợi nó sôi. Thái nghĩ là nó đang sôi rồi cả nhà. Ục ục rồi này. Nè. Wow. Lúc này thì Thái sẽ bỏ hành tây vào trước nha. Vì ớt á, ớt với lại thơm và cà chua hải sâm Thái sẽ bỏ sau cùng. Hải sâm thì đã chín sẵn rồi. Mình chỉ cần bỏ vào sau cùng thôi để tránh bị nát cả nhà. Thơm quá. Một chảo mực này chắc là cũng phải hơn 10 người ăn cả nhà ơi, rất là nhiều luôn. Wow, đủ màu sắc luôn. Đầy chảo luôn ở nhà ơi. Đây là cần. Rồi cuối cùng là hải sâm. Thơm lắm cả nhà ơi. Rồi mình đợi cho sôi thôi. Wow. Thơm lừng luôn cả nhà ơi. Và thấy nghĩ là đã chín rồi nè cả nhà. Giờ bỏ hành ngò vào và tiêu vào thôi. Đây. Đây, anh thức cho cặn này đã chưa? Ui, thơm lắm cả nhà ơi, hải sâm nè, mực nè, cà chua ớt nè, hòa nghiện vào nhau rất là thơm luôn. Có cả thơm nữa. Đây. Ui, đã quá. Và Thái sẽ cho gia vị thôi cả nhà.
Rồi cả nhà ơi, thì nhà mình hôm nay chủ nhật thì có em bé đó nha, cho nên là sẽ cho tiêu và hành sau cùng. Wow, đã chưa cả nhà ơi, rất là thơm nha. Vẫn là cái mâm con cá nha cả nhà. Cái gì vậy anh? Ồ, vô ghẹ hả? À, anh nhà anh Thức mới giờ, anh Thức mới nhập ghẹ, ghẹ đá còn sống luôn. Chị để em hấp luôn nha. Ồ, nóng lắm cả nhà. Này mình sẽ cho ít tiêu và ít hành ngò vào. Đây là quê Thái được gọi là cua đá. Ô, nó... nó còn sống rồi cả nhà, coi nó kìa. Đây. Đây là con ghẹ xanh. Ô, con này chắc nha, con này ghẹ cái này. Quê Thái thì rất là thích ăn những con cua đá như thế này. Cua này nó thật sự ra mà tím, kiếm ở Sài Gòn mà bán là ít lắm. Đây anh Thức nhập vào thì còn lại mà vài ký. Này sống luôn, cua nào cũng sống hết nha. Giờ Thái sẽ hấp. May quá, trong lúc mình nấu ăn cái ảnh nhập hàng về được thưởng thức. Ảnh đóng hàng đi và mình sẽ lấy vài ký. Ồ, hôm nay một bữa tiệc cũng phải là vài triệu đồng đó cả nhà ơi. Nên tên tên. Nói chung là giới thiệu đến khán giả một số món ăn và cũng như là cùng với nhà Thái thưởng thức luôn. Ồ, cô ấy sống kìa, lại lên đi. Đấy, nó wow vi, wow vi. Thái sẽ đậy nắp lại. Wow, đỏ rồi nè, chắc chín rồi anh Thức ha. À, chắc chín rồi. Dạ. Giờ mình sẽ đi ra và mâm cơm nhà mình thôi. Hiện tại là mẹ Thái và chị Thái cũng đã ăn rồi. Giờ chỉ còn mình Thái thôi. Nóng quá anh. Dạ. Yeah. Nè. Yeah. Gì mà mình hấp là ngon nhất. Ui, đã chưa? Ok. Mời cả nhà ăn trưa cùng Thái nha. Thì món hồi nãy mực nang hải sâm xào chua ngọt đã xong rồi. Và hôm nay trong lúc mà đợi chờ thì cũng có ghẹ luôn cả nhà. Giờ than cũng đã hừng. Và nửa cái con mực nang thì Thái sẽ cho lên nướng nha. Wow. Con này mà còn đầu nữa, cái là không biết làm sao mà để cho gọi là nướng nữa cả nhà, bởi vì nó rất là to này, cực kỳ to luôn. Ướp cái này chắc cũng nửa tiếng đó. Trong lúc thấy nấu ăn là cũng phải hơn một tiếng rồi, nãy này hơn nửa tiếng rồi này, nó thấm gia vị vào bên trong cả nhà ơi. Thì trong lúc chờ đợi mực nang chín thì ăn cơm với Thái nha. Này, Thái chèn nước mắm. Chai nãy nấu là hết rồi, giờ khui chai mới này cả nhà. Này, nước mắm của Thái và biển là nước mắm truyền thống nha. Không hóa chất, không phẩm màu và không gì hết, chỉ là truyền thống thôi, cá cơm với muối rồi cả nhà ơi. Này, xin Thái để đây nha. Thái phải thử ngay mực nang. Ôi, cái khúc thân của mực nang này cả nhà. Ôi, mình có thể chấm vào nước chấm hải sản, khi mà mua hải sản bên Thái đều tặng nha. Hoặc là chấm vào nước mắm nhỉ. Đây, Thái chấm hải sản thôi nha. Wow, bé bụng vào cả nhà ơi. Mình nghĩ nó sẽ khó ăn bởi vì sợ nó bị dai. Không nha, cắn một cái là ra luôn. Rất ngon. Tuyệt vời. Hồi nãy mình ăn tiêu đó, nó hơi cay. Wow. Dạ, em cắt cái khúc như vậy là vừa ăn Thức ăn. Em Thức cũng đã ăn rồi, nãy Thức ăn thấy sao? Nhào. Rồi. Trong lúc mà Thái nhóm lửa thì Thái đã múc ra một cái dĩa cho cả gia đình Thái là ăn trưa bên trong. Ngon quá cái nhà ơi. Còn lại là phần của Thái.
mà cái chảo rất là nhiều. Wow, xíu nó mắm nhỉ nữa. Trên tuyệt vời cả nhà ơi. Ngon lắm. Trong cái lúc mà quay video á, âm là cả nhà, hồi nãy thấy múc vào hải sâm cho mẹ ăn nhiều lắm. Trên dĩ Thái thì ít, tại vì mẹ ăn cho bổ xương khớp ở nhà ơi. Dẻo dẻo, ngon. Mà đặc biệt là nó không có tanh cả nhà. Ngon, tuyệt vời lắm. Giờ này mà thấy quay phim là tới gần 1 giờ trưa cả nhà ơi. Quay từ lúc 9 giờ sáng. Đi chợ nè. Con mực này rã đông tới mấy tiếng cả nhà. Giòn không? Phần ớt mình sẽ để sau cùng, để mình ăn nó còn đồ giòn rất là ngon. Thật quá, hôm nay Thái vào bếp thấy Thái cảm thấy mình nó ăn rất là ngon, rất là hợp khẩu vị luôn. Đã quá nhà ơi. Mà cái dâu à. Nó giòn, nó không có gì ra nữa. Phần cổ đó. Tuyệt vời đấy nha. Rất là ngon. Nó mọc. Wow. Khi nào nó mới chín anh thích? Sang lại chứ. Nói chung là rất là ngon và tuyệt vời. Hôm nay ăn cơm rất ngon quá cả nhà. Ngát ngày nào cũng phải nấu cho gia đình mình ăn quá. Nhức nách. Này đi chợ thấy mua ít ổi không? Thanh long. Thanh long thì con Thái ăn hết một trái rồi. Bé ăn thanh long rất là ngon, và đặc biệt là thanh long này ngon lắm cả nhà. Lại thấy thử rồi, khoan thôi mời ăn cả nhà, ăn ghẹ nha. Ở đây thì Thái lấy ra ba loại, đây là ghẹ đỏ này, hay được gọi là ghẹ lửa. Bên này là ghẹ xanh này, ghẹ xanh mà Sài Gòn bán rất nhiều. Ở đây là cua đá. Ôi ơi, nó đang ôm một bụng trứng ấy. Wow. Thì anh Thức rất là thích ăn những cái món như là ghẹ cua và mẹ Thái nữa. Ngọt nha. Mà cua này làm sao đóng sống hay nhỉ anh nhỉ? Cua này đóng sống này, tại vì cua này đó, hầu như bỏ hồi rất là khó. Vô đây là yếu. Yếu đúng không? Chắc nha. Thịt ngọt nha. Nhưng mà có mỗi tội nó hơi nhỏ cả nhà. Wow.
cái hoa sả hơi cay. Nên mình coi thử cái càng nó làm sao. Thịt ngọt lắm, ngon. Ui, chắc ăn thức ạ. Đây, chắc nụi. Dài. Bao lâu rồi mình mới ăn lại cuốn này, anh thích nhờ? Lâu, không nhớ. Ừ. Chỉ có về quê mới ăn. Đúng rồi, chỉ có về quê em Thái ăn thôi. Càng chắc lắm. Nãy chồng Thái đi ăn cơm với mực nang xào rồi. Dạ, gửi tặng anh một cái đùi ghẹ. Tuyệt vời lắm, ngon lắm. Cua này cua đực rồi, cua đỏ. Cái thịt nó không bị mặn ha. Ừ, nó ngon. Nó ngọt ha, mà nó dai á, nó dai hơn con ghẹ xanh nữa. Mà ghẹ mà hấp nó sẽ ngon hơn luộc á, biết sao không anh? Ui, hai da. Ba da luôn đây nữa nè. Ba da nha, vỏ cứng, vỏ ngoài, vỏ trong nữa. Đây. Con này ăn rớt cái nách luôn à. Nãy mới rớt cái nách thôi, giờ rớt cái nách. Ngon anh Thức ơi. Con này bài như là nó muốn lột ở dưới nên Thức ạ. À. Nó muốn lột luôn ở dưới này. Dạ. Ồ thật kìa. Rồi bao hết luôn. Thịt trắng. Ê dạ. Rất rất nóng. Và cả nhà nha. Nó dính cái vỏ phần sau nó ăn lộ á. Nếu mà nó không dính thì mình ăn hết luôn á. Mình ăn hết luôn. Ngon thức à. Vi một đùi gạch. Con này con đực mà gạch rất là nhiều nha. Đây nè, nó dính cái phần sau đây nè. Nếu mà em gỡ ra là anh ăn hết luôn nè, anh Thức. Đây. Người ông xã vô giấu. Ồ, đang dụ, đang rủ luôn, rủ vũ luôn. Ông xã đi Phú Quý nhưng mà anh đang lưỡng lự. Rất là ngon. Wow. Sắp chín rồi anh. Hả? Nhà nó khô cái số là nó chín. Ừ. Thái sĩ ra cho nó dễ chín nè. Và nó thấm gia vị nữa. Để cho nó khô. Ok. Trời ơi nó thơm. Thơm nứt cái mũi luôn. Và đây là con ghẹ xanh nè. Ghẹ này chắc có gạch nè. Do anh thấy nó là con gái rồi đúng không? Ghẹ cái là nó phải có gạch rồi. Đây. Gạch vàng nha. Đây này. Đấy, gạch vàng. Tuyệt vời. Ngon quá. Ngồi đây nghe mực nang nướng thì thơm, ghẹ thì ngon. Ngắm thì vừa ngắm cameraman đẹp trai, ga lăng. Đây cái đùi nè mọi người ơi. Trời ơi, số 1. Bẻ ngay cái đùi cho ông xã rồi. Hôm nay ăn ghẹ ngon nè. Như số mình rồi cũng là số được ăn cả nhà.
và cũng được chia sẻ cho khán giả thấy ra biển luôn. Cả nhà xem video á, nếu mà yêu thích hải sản, yêu thích ẩm thực, hãy nhớ nhấn đăng ký và subscribe ở dưới bên dưới nha. Đây, mời cả nhà nha. Đấy, vợ chồng mình đi đâu mới có đôi có cặp chứ. Hấp dẫn lắm, thơm nè. Em nghĩ là chín rồi đấy. Chưa. Nó dày quá. Lật lại. Anh Thức nói mình cắt nhỏ ra. Không chín rồi nè anh. Nhớ một xíu đó là ok. Mực này nó giòn ha. Ăn không ngon. Không có bị cứng, không bị dai. Giòn ngon ấy. Nó không có mặn. Mực nang này chỉ có 320.000 ký đó nha. Rồi làm sạch sẵn luôn. Mua một con ăn cả nhà luôn. Còn gia đình mà 4-5 người thì chắc ăn mấy ngày luôn. Không biết hết, nhiều. Wow. Chín rồi anh ơi. Chín rồi, chín rồi. À. Miếng cái cắn luôn. Vậy em đút cho anh ăn liền được không? Nóng, nóng. Này vậy em cắt ra đây luôn rồi. Wow. Mực nang nướng thì không có mực nào mà sánh bằng rồi. Bởi vì sớ thịt nó dày, nó thấm ngon. Cái này thì thiếu gì anh Thức? Bia. Đây, ngon lắm nha. Wow. Tuyệt vời chưa? Oh, cái phần bên rì nó giòn luôn tay nè. Giòn luôn. Đây, mời cả nhà nha. Ôi, ôi thơm quá trời thơm. Chỉ để giòn đây nè. Nướng nó giòn rồi, đúng không? Giòn rồi. Ngon lắm cả nhà ơi. Ngon. Tuyệt vời. Ngon mà mực nang á, mình làm rất là được nhiều món ăn. Nướng sa tế nè, hoặc là mình xào sa tế nè, hoặc mình xào chua ngọt nè, hoặc là mình chiên dầu thôi cũng rất là tuyệt vời. Và ngoài ra thì mực á, thì bên Thái có mực lá, mực ống nè, rồi mực trứng nữa, rất là nhiều mực luôn. Ngay cả gia đình nào mà thích ăn mực á thì cứ alo Thái nha. Ăn là nó sẽ bị kích thích ngon. Tuyệt vời luôn. Đây là trái thanh long vàng cả nhà. Thanh long vàng nhưng mà ruột trắng. Hô, đúng rồi anh, ruột trắng. Ngon ngon á. Hồi biết sao không? Thanh long vàng á thì Thái chưa ăn bao giờ luôn. Hồi nãy Thái cắt ra hai trái kia cho biết sao với đại gia đình Thái ăn cơm á. Là Thái quan sát và Thái đã thưởng thức rồi, ăn rất là ngon. Và thứ hai nữa là cái vỏ của nó rất là mỏng này nè, anh thấy không? Đấy, cái vỏ nó rất là mỏng. Đấy. Và cái hạt của nó em thấy nó nhiều hơn nữa. Và cái thịt của nó bóng. Cái hạt của nó nhiều hơn thanh long thường nữa. Mời cả nhà nha. Ngon lắm cả nhà ơi, 30 ngày một ký anh thức. Điệu vời lắm, ngon lắm, thanh long là nó rất là ngon. Đây ổi nè. Chị nói là ổi ngon lắm nên là Thái cũng mua luôn, 25.000 một ký. Ô, ổi ruột đỏ. Wow. Wow. Ổi này thì Thái chấm với lại muối ớt Tây Ninh của anh Tuấn Anh này. Ngon nha.
chua. Ủa, có vị chua chua, ngọt ngọt. Nhưng mà mình ăn cái hộp nó không quen. À, lâu rồi tụi ăn bỏ hộp không có nhà. Nhưng mà ngày xưa mình ăn là ăn có hộp chứ ha. Khi mình đi Sài Gòn á, mình mua trái cây của các cô dãy dạo á, các cô bỏ hộp. Theo đó cái mình quen mình bỏ hộp luôn. Ngon. Chứ mà hôm nay toàn là những cái món rất là ngon và đặc biệt cả nhà ơi. Nếu như cả nhà yêu thích hải sản và nếu như cả nhà muốn mua mực nang, mực ống, mực lá này hoặc là một số hải sản ở nhà Thái thì cả nhà có thể liên hệ với số hotline là 0938 280121 hoặc 0934 986674. Giờ thì em Thái cũng sẽ kết thúc video tại đây và hy vọng với cô chú với anh chị nếu yêu thích về ẩm thực thì hãy nhớ like và subscribe đăng ký kênh của Thái nha. Giờ Thái nghe con có thấy khóc, giờ Thái phải vào thôi. Giờ thì kính chúc với cô chú này, với anh chị này và cũng như là các bạn luôn được sức khỏe, bình an và nhớ thật nhiều tiền nha. Có nhiều tiền, có thời gian rảnh thì coi video hỗ trợ và cũng như là tạo động lực cho Thái và Biển nha. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người clip sau nha. Mời mọi người xem quy trình làm mắm của nhà Thái nha. Đây là quy trình ban đầu. Thứ nhất là mình phải có cá cơm. Và mùa hè này về Thái vào cá cơm rất là nhiều. Nhưng mà để chọn những con cá thì phải có thêm những hạt muối. Đây là muối của bé Thái. Thái sử dụng muối ở Vĩnh Hảo. Và đặc biệt đây là của Cửa Lấp nha cả nhà. Đây muối được hòa quyện với từng con cá, làm cho con cá thấm vào muối, muối thấm vào cá. Sau đó chúng sẽ bỏ vào khạp. Đấy, với bàn tay điêu luyện của người dân quê Thái, người dân làng chài xứ biển, thì cái con cá và muối cũng đã trộn vào nhau. Mình sẽ bỏ vào những cái lu hay được gọi là những cái khạp như thế này. Khi mà mình bỏ vào trong thì mình nhớ là bỏ đầy luôn nha cả nhà. Đấy, những con cá, những hạt muối như thế này được sử dụng ở quê hương Thái, rất là biết ơn quê hương mình đã tạo có về cá cơm, còn có cả muối nữa. Với bàn tay của người dân và hiện tại về Thái, nhà Thái cũng đang kinh doanh và sản xuất nước mắm. Cảm ơn với những với khách hàng đầu tiên và những với khách hàng luôn ủng hộ Thái những chai nước mắm không hóa chất, được làm bởi truyền thống và không có chất tạo màu, không có chất điều vị, hoàn toàn 100% là tự nhiên. Và hiện tại nước mắm nhà Thái có bán trên YouTube Thái Nhà Biển với số like là 0938 280121. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu quý. Và đây là những giọt nước mắm khi mà đủ gọi là từ 6 cho đến 1 năm, tùy vào là đủ nắng hay không cả nhà. Đó, cái màu này là màu tự nhiên hoàn toàn cả nhà nha, hoàn toàn tự nhiên, mình không có bất kỳ cái chất nào mà vào lu mắm của mình hết. Và bên này là mắm cái. Mắm cái hay được gọi là mắm nêm, về Thái thường dùng để là ăn bún mắm này hay là ăn gỏi cuốn này. Và hiện tại ăn với thịt luộc là một trong những món mà rất là ghiền ở xứ sở miền Trung, nhất là về Thái. Và đây là mắm mà Thái đã pha trộn giữa những trái khớp này, những lát chanh và đường được hòa nghiền với nhau. Và cái này mà chấm thịt luộc nữa thì Thái nghĩ nó rất là ngon. Nếu như cả nhà không biết ăn về mắm nêm thì cả nhà có thể mua mắm chấm, mắm nhĩ Thái Nhà Biển để ăn một bữa ăn vừa ngon, vừa sạch và vừa sức khỏe. Mua nước mắm thì alo Thái nha. Mắm nhĩ 140.000 một lít và mắm nêm 45.000 đồng một chai. Mọi người cứ